vui, thấy em ấy có gia đình rồi thì mình phải vui chứ. Nhưng mà em vui cầm tiền em buồn quá. Chúc mừng cho em Phong được trăm năm hạnh phúc và lấy được cô vợ rất đáng yêu. Rồi cả nhà ơi, nhìn con nha. Từ từ. Tới giờ đi rồi. Và bây giờ thì Bùi Hột có một cái chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về lại thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên để tham dự một buổi tiệc cưới rất là đặc biệt, và phải nói cô bác quý anh chị cũng khá là trông chờ, và đó là đám cưới của ai thì cô bác quý anh chị đợi xem tiếp theo ha. Hiện nay là chỉ có 5 giờ 15 phút thôi. Bùi Hồ phải lật đật từ sáng sớm, có nghĩa là lúc 4 giờ hai anh em cũng đã khởi hành di chuyển đến đây. Và đây là một cái chuyến bay khá là đặc biệt trong cái hành trình của Bùi Hồ. Trước đây á, Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi có những cái hành trình đi những cái khám phá những cái nước lân cận cũng như là những cái nước xa xôi, thì cũng có những cái chuyến bay khuya hoặc là những cái chuyến bay sớm như thế này. Hôm nay đồng hành với Bùi Hồ không phải là Phong Bụi nữa, mà là một ngày đặc biệt của Phong. Từ đây về sau thì cái tần suất mà anh em bay chung nó cũng sẽ ít đi. Tuy nhiên thì ai thì cũng có một đến một cái thời điểm nào đó cũng phải an cư mới lập nghiệp, đúng không cô bác anh chị? Và đây là một cái tin khá là mừng đối với các anh em. Và cái chuyến hành trình của Bùi Hồ từ Sài Gòn đến thành phố Tuy Hòa của Phú Yên khoảng đáp chuyến bay khoảng 7 giờ. Và sau đó sẽ dự tiệc cưới. Đây là một hành trình của các anh em từ Sài Gòn cũng như là miền Tây lên. Thì rất mong là cô bác anh chị sẽ theo dõi suốt cái hành trình của các anh em để xem một cái đám cưới của Phong Bụi diễn ra như thế nào và có điều gì đặc biệt ha. Hình ảnh phía bên đây nè. Và thêm phía bên đây nữa. Đây là hình ảnh anh em đang ngồi chờ ở sân bay. Và thậm chí là đang chờ đợi những cái chuyến xe để tiếp tục cái hành trình của mình. Đó là những cái hình ảnh mà các anh em không thể nào quên được. Cô bác anh chị thấy những cái hình ảnh như thế này nó có dễ thương đúng không? Dễ thương mà đúng không? Và bây giờ thì cũng ngồi chờ đợi, nhưng mà Bùi Hồ đang chờ đợi với em Toàn ở Hậu Giang để đi dự đám cưới Phong Bụi. Để ra tặng sân bay để mà đón mọi người luôn rồi. Thấy hình ảnh này quen không? Ủa, bình thường anh thấy em ra sân bay mặc đồ nó bụi bụi lắm mà không? Ê, sau một chặng bay dài thì cũng gặp chú rể Phong Bụi. Dạ. Thưa với cô bác anh chị thì Bùi Hồ ngày hôm nay thì có mặt tại Tuy Hòa, Phú Yên. Tuy nhiên thì chị Tưởng cùng với lại anh Năm là chồng của mình có mặt tại đây từ rất sớm ngày hôm qua. Chị ơi, thì chị đi ra Tuy Hòa, Phú Yên này mấy lần rồi? Hai lần. Mà cái lần này nó đặc biệt hơn những cái lần khác không? Đặc biệt hơn. Chị có thể nêu được cảm xúc của mình cho cô bác anh chị biết vì sao nó đặc biệt và vì sao lần này chị lại có mặt ở tại Tuy Hòa, Phú Yên? Chị rất vui khi đến đây để thăm, trước là thăm gia đình, sau nữa thì chúc mừng cho em Phong được trăm năm hạnh phúc và lấy được cô vợ rất đáng yêu, rất là dễ thương. Cùng với các em, các anh, các chị, thì nhất là các em đồng nghiệp nè, đi ra với chung vui với Phong thêm một lần vui nữa, rất vui. Chị tưởng là phải vất vả từ ở Sài Gòn rồi nghỉ buôn bán mấy ngày liền luôn, thì cái cảm giác là nó mệt mỏi nó bây giờ nó tan biến hết khi mà em Phong sắp sửa có một cái bến đổ vững chắc từ đây cho về sau chị hả? Đúng rồi. Chị đi công tâm nữa đó, có dự tiệc công tâm với nhà vợ á. Vậy là chị đi ở Sài Gòn nữa là
ba. Báo hỷ ở Sài Gòn là ba nơi. À. Nhưng mà lần đi Kon Tum là vui nhất. À. Là lần đó được đi nấu cơm cho máy ấm ở trên Kon Tum. Các cháu ăn bữa cơm thật là ngon. Chị có lo rằng là sau này thì khi mà Phong còn một cái thời xuân, thời tuổi trẻ, có nghĩa là từ 20 mấy tuổi đến 30 thì Phong rất là năng nổ. Có bao giờ chị sẽ lo rằng là Phong sẽ bớt đi lại rồi ở nhà an cư lập nghiệp nhiều hơn, chị lo như vậy không? Thì chị nghĩ không, chắc không có vậy đâu. Một phần thì gia đình, nhưng một phần thì xã hội. Tại chị với tánh không có vậy đâu. Nghĩa là trên cái chặng đường của Phong, em với Phong đi rất là nhiều nơi. Và Phong là người cũng đã đồng hành với em và đưa em đi lần đầu tiên mà xuất ngoại sang nước ngoài, đó là Campuchia. Đó là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất. Và có vợ thì có lẽ là Phong sẽ hoạt động ở xã hội, ở trong nước nhiều hơn. Vì ở đâu, biết đâu ở nhà còn, hoặc là đi đâu thì cũng có hai vợ chồng. Thì em sẽ bước đi với Phong, nhưng mà Phong về miền Tây nhiều hơn. Hoặc là, nhưng mà cái cảm giác vui nhất đó là Phong ngày hôm nay đã có một cái gia đình ổn định nè, và có một người vợ làm một hậu phương vững chắc. Và em tin rằng là có một người vợ như vậy thì Phong sẽ càng ngày càng hoạt động để giúp đời, giúp nhiều người, và họ cũng giúp xã hội nhiều hơn, đúng không chị hả? Nhưng mà theo góc nhìn của chị á, là vợ của Phong là đối nhân xử thế rất tốt. Đúng rồi. Chị thấy á, chị thấy hiện tại luôn á nha. Yeah. Còn sau này thì mình không biết như thế nào, nhưng mà chị hy vọng là như vậy á. Dạ. Tại vì cô báo với chị biết không, lần mà Bùi Hồ đi xuất đi nước ngoài gần nhất với Phong trước khi Phong lấy vợ đó đây là đi Sri Lanka, và lúc đó chỉ có Bùi Hồ với lại Phong và vợ của Phong đó. Đặc biệt không cô bác lên chị, ngày hôm nay thì thông qua video clip này chị có muốn nói lời nào là để chúc mừng đến sự hạnh phúc của Phong ngày hôm nay cũng như là gia đình của Phong ha? Có, như qua clip này thì chị cũng Lê Phong đã rất là nhiều lần để giúp những hoàn cảnh, rồi sau nữa ngày hôm nay thì các bạn và chị và gia đình ra đây thì cũng chúc mừng cho gia đình Lê Phong, và sau nữa thì cũng gửi gắm những lời Phong được nhiều hạnh phúc, và vợ, nhất là vợ của Phong, về gia sắp cánh để luôn đồng hành những thời gian qua giống như trước đây. Tại vì trước đây là vợ Lê Phong gặp Phong là Phong đã làm công việc như đó rồi. Thì chị thì góc nhìn của chị thì chị thấy là tôi xin một người rất là tử tế, một người đối nhân xử thế rất là tốt. Thì chị hy vọng là mãi mãi là như vậy em nhé. Và em tin rằng là vợ của Phong sẽ là một cái hậu phương vững chắc cho Phong ở đó. Cái người chồng vợ tiền tiến ha. Và một lần nữa thì chắc có lẽ là hai mặt Phong với gia đình em là bạn của Phong, chúc cho chị cùng với anh cũng như là gia đình chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là ngày hôm nay là không say không về ha chị ha. Dạ. Hỏi con bây giờ thì đợi lại đi đám cưới của Phong đưa đến trời nơi tổ chức tiệc ấy ha. Rồi cả nhà ơi, nhìn con nha. Từ. Bùi Hồ muốn chia sẻ cái video clip này để làm cái cuốn nhật ký cũng như là một hành trình vừa qua thì Phong với Bùi Hồ cũng đồng hành khá là nhiều. Ngày hôm nay chia sẻ hình ảnh em Phong có được một cái vĩnh độ ổn định, có một cái hậu phương vững chắc để mà và thời gian tới thì Phong cũng sẽ tiếp tục hành trình, chúc cho Phong và gia đình luôn có nhiều sức khỏe ha. Hôm nay em đi vội quá anh Hồ ạ. Em không có mang tiền. Giờ sao ta? Đâu sao đâu. Hả? Đâu sao đâu, mình đi bằng cái tình thôi được rồi. Cái tình hả? À. Vui, thấy em ấy có gia đình rồi thì mình phải vui chứ. Nhưng mà em quên cầm tiền em buồn quá anh Hồ. Không sao. Không sao hả? Trời ơi. Mình nói đó tưởng đâu anh Hồ anh cho mượn tiền anh rồi anh đi nghe à trời. Anh Hồ chơi kỳ anh Hồ. Không, tại vì anh cũng đâu có không có tiền anh cũng quên đem tiền mà. Không chắc không ấy đâu hả? Không thấy. Tình nào cũng có mé niềm đó. Với Phong ngày hôm nay thì Nhân thì từ Nha Trang, Nha Trang Khánh Hòa, một Bùi Hồ thì ở Đồng Tháp, còn Phong thì ở Phú Yên. Ở ban em gặp rất là nhiều hành trình, hôm nay thì đưa Phong về bến đổ. Chúc mừng lễ tân hôn dân tặng cho chú rể Vân Phong, cô dâu Minh Nguyệt, xin chính thức bắt đầu. Hey, cả nhà ơi, hey, ba lên nè. Hey, ba lên hết nè.